You love it? You love doing the makeup? You have some makeup? Oh, con thích cái case của Jenny hả? Trời ơi ngọt. À thì đó, cái case đó, cái phone case đó. Nãy Jenny làm gì cho con vậy? Jenny làm gì? Đẹp không? Trời ơi, hàng chi nhìn cái mặt đẹp ghê. Nhìn mặt sai này luôn á. Sao vậy? Sao không show? Không show hả? Show mà nhẹ nhàng. It's light. Nhẹ nhàng thôi. Ừ, cái natural là beautiful. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa đó chứ. Tao à? Trướng rồi. Wow. Đi đánh chơi 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 miếng son này vậy nha. Can I have some song? Okay. Can I have some song? Can I have some song? Okay. Okay. Ui trời ơi. Ui chào ơi, nhìn vô kiến, nhìn vô kiến. Oh wow, can I have some song? Natural. Đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, trời, cái chân là cong lên rồi đó. Này là cong chân lên rồi đó. Tao cô đứng con làm vài kiểu cho mày chụp hình cái coi. Về mặt đẹp quá, đứng dài kiểu làm chụp hình cái coi. Áo này nay mặc cái dừa nè. Trước qua bà Dung thì còn hơi bự ha. Nay mặc cái dừa gì một chút nè. Trước sức mô. Cái này. Nhìn vô kiến. Ừ đúng rồi, bà nhìn vô kiến, xịt đi. Điều cho coi. Mai mốt nó điều cho coi. Chùa mong mốt mà mình đi ra ngoài đường là đợi má mi mẹ đợi con mấy cấp cái đã là tao vô tao giọng cho dài giọng á. Cái đó là bảo đảm là chỉ giọng thì giọng đó thì đâu mình chập đi kinh thiệt cái chứ. Nhiều đây mà đã mê là đừng nói gì mà lớn cỡ chị đi nó ngồi kế bên mà nó dẻo còn hơn gì nữa. À, cái đó là lip balm á, cho nó shiny cái miệng lên. Chu ra cái mỏ ra. Đúng rồi, chu ra. Không thích cái môi đâu. Đẹp ghê. Con cọc tóc nhìn mặt dễ thương như người không? Trời trời trời. Khoái chí. Trời ơi, đẹp ghê. Quá đã rồi, hôm nay có gì đi qua makeup cho quá đã rồi ha con ha. Let me get it for you. Okay. Cái đó đi làm gì phải không? Cái đó đi làm gì? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nó coi người ta mất cấp nhiều mà. Chà, cái đó dữ lắm mà, cái đó là không được à. Cái đó là dữ lắm, cái đó gần cũng mắt đau lắm con, không nhột lắm. Đây này, kéo quần xuống, bỏ quần xuống, mày đang quay mà, đúng rồi. Y tứ lắm á, đúng kéo luôn. What's this? What's this? Eyelashes. We don't use eyelashes? Yeah. Eyelash là làm giúp cái lông mi làm sao không vậy? Rồi, let's go. Let's go. Đây nè mọi người ơi. À, hiện tại là đang chuẩn bị đi Miami chơi. Chú Lũ này, chú Lũ mặc đồ giống y chang chân Miami luôn. Y chang luôn. Chơi hoa giống. Giống y chang Miami luôn. Hả? Dì Ni đi đang ấy. Dì Ni suốt luôn á. Đeo gì đi dữ luôn á nha. Hồi nãy gì đi make up cho đẹp không Lũ nha. Trời ơi, ông Lũ hôn Phật á. Ông Phật của con bự hơn Phật ông Lũ không? Mô Phật ông Lũ đâu, mô Phật ông Lũ đâu. Mô Phật ông Lũ đâu chay? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. I got this small one. Chay sao nó không lấy mắt kiến đeo vô ta? Để vô lấy mắt kiến của chay đeo vô trong Lũ hết hồn chơi chứ đừng có giỡn với chay. Ôi, nó đẹp chi lạ lắm. Dữ chưa? Ôi, ông Lũ. Ông
trời 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 trời, cô có tay làm gì trời, cô giữ văn chưa, người báo biển. Ừ. À, coi chơi gì đi, chơi gì đi coi. Dài lại chứ, chứ lũ dài lại. Dài lại là khóa rồi đó. Dạ, còn vậy khóa rồi đó. Rồi, ok. Wow. Ok, đi chơi. Lên xe chơi ơi. Đâu, chú lũ ngồi trước chứ. Wow. Chơi gì ghê, ăn, ăn với cam. Bây giờ đang ăn cái đó giỏi ghê không, giỏi ghê không. Cái đó là apple đó con, có apple đó đó, đúng rồi. Trời ơi, mỗi thứ miếng mỗi thứ miếng đúng luôn á. Trời ơi trời, không thích miếng này, cái miếng kia là hay quá, ngon con. Cửa chùi vô áo nha. Thank you. Cái gì? Cô nè, ăn 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 bông cải cho cô chú coi nè, ăn bông cải cho cô chú coi, cầm cái bông cải bự lên. Cái sức khỏe cho nó ấp lên. Mặc rồi thì cũng có mặc rồi. Tao để nó làm rau đó, nó làm rau đó đó. Giữ chưa? Ừ vậy đó. Giỏi quá. Nguyên cái phần này ăn không biết, bây giờ mới hết phần này luôn chạy. Ăn cái tối luôn á. Trời ơi. Ăn cái gà đi con. Ăn đi đi, ăn cái gà để gấp đi, nó ra nó ăn đâu mà. Ngồi xuống đàng hoàng please. Can you sit down please? Cô ngồi lên đùi mẹ cho nó cao chút nè. Ngồi đùi mẹ cho nó cao, đúng rồi. Ngồi thấp cái này nhiều bằng phần người ta làm với phần thường. Hả? Người ta không ướp cái này nhiều. Của con nít người ta không ướp nhiều. Nó chỉ là hơi hơi mặn cái xí gì thôi à. À, cắn bự quá ha con, cắn nhỏ nhỏ thôi. Cái này có cheese này nè, cái này con thích hả? Thích này không? Cái mẹ ăn đó, cái đó mẹ ăn chứ đâu phải con. Con cắn cái cho mẹ coi coi. Mm-hmm. Ừ, it's all my favorite. Oh, it's all your favorite. Oh, cô chú coi nó ăn bông cải, cắn nhiều vô con, cắn nhiều mới gọi là ăn. Cắn xí gì chưa gọi là ăn. Cái đó chỉ gọi là nếm thôi. Ăn là phải cắn bự vô. Đúng rồi, thấy chưa, cô chú thấy chưa, giỏi chưa. Nó ăn, ăn green là nó ăn healthy luôn á. Ăn healthy food luôn đó, không phải đơn giản đâu đó. Cái cam nè. Ăn từ từ đó con, từ từ, slowly. Nó nhớ ăn giống như là vì tôi đang có một chiếc bún đôi. Bún đôi đi. Is it good? Chicken, huh? Oh really? You like your chicken? À, chỉ cần ăn vậy hả? Nhưng mà con ăn đàng hoàng dùm cho mẹ đi, con ăn french fry nè. À, giỏi. Ăn 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 cái broccoli cho mẹ đi. Không ăn broccoli nữa hả? Ăn dùm mẹ đi. What is that? No broccoli. No broccoli? Vậy con để đó đi chứ con lấy ra làm chi vậy? À, ăn cái miếng nhỏ này dùm cho mẹ đi, miếng nhỏ thôi, nó xíu thôi. Coi mẹ ăn nè. Yum. Ngọt quá. This is a tree, mommy. Hả? This is a tree. À, ăn cái giống như là ăn cái cây vậy hả? Đúng rồi. Nó nói taste like a tree. One more time. Cái gì Jordan? Có đọc cho bây giờ chứ Jordan. Rồi giờ Jordan rồi tới mẹ xuống mày đút nè. Đúng rồi. Thấy Jordan là mẹ xuống mày đút nè. Chị đi, don't move. Cắn miếng này cho mẹ. Bự không? Không ấy là chú không cho kẹo mà có nguyên cái kẹo bự chà bá ngoài 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 đó luôn. I
ăn 4 triệu. Đây ăn cơm 4 triệu. Mua nước vô nha. Nước ngon nước vô. Rồi. Món xin nè. Hôm nay qua đời là gì? Uống miếng thuốc của gì đây không? Đâu có qua đời nào khác đâu, khác đi. Đúng rồi, thank you.